Niệm Phật, niệm Phật, xin đại chúng hoan hỷ niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy buổi trước chúng ta đã học xong bài kinh điển xứ số 10 và cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta học xong cái phần thứ nhất của kinh Trung Bộ. Là như lần trước có nói kinh Trung Bộ mà chúng ta chưa kinh Trung Bộ tập 1 ấy, thì cuốn số 1 chúng ta đang học thì được chia ra làm 5 phần. Thứ nhất thì gọi là cương yếu của tất cả các pháp, tức là những cái yếu điểm căn bản của tất cả các pháp, thì gồm 10 bài kinh đầu tiên như chúng ta đã học. Những cái bài kinh tiếp theo chính là triển khai cái con đường về hướng đi của bài kinh này. Và tất nhiên rằng là mỗi một bài kinh nó hướng đến một cái mục đích khác và nó cụ thể, nó khác hơn và hoàn cảnh nó khác hơn, nhưng mà nó chính là triển khai của 10 cái bài kinh đầu tiên. Với cái bài kinh đầu tiên giống như là provide, là cung cấp chúng ta trang nét cái nhìn tổng thể, và những cái bài kinh tiếp theo là đi chi tiết từng cái con đường. Và do đó 10 cái bài kinh đầu tiên chúng ta học nó đi trước một chút, và những cái bài sau thì chúng ta có thể từ từ thông thả hơn. Và sang cái phần thứ hai của kinh Trung Bộ là tiếng rống sư tử, nghĩa là tiếng rống hệ thống của con sư tử đó, tức là cái phần thứ hai này là gồm từ bài 11 cho đến bài 20, tức là muốn nói là cái giáo pháp của Đức Phật nó rống lên cái kia của sự thật, khiến cho tất cả cái môn chúng khác họ phải khiếp sợ. Đối với con sư tử thì pháp của Phật ngài khi được thiên nhất ra để làm cho pháp của những cái vị đạo sư khác phải run sợ, bởi vì cái đó không tuyên bố được hết sự thật. Giống như mình gọi là đốc cày dữ dừa thì cũng là được từng đi được nửa vời thôi, chứ không đi hết con đường. Còn Đức Phật phải đưa đến tận cái con đường cuối cùng. Phần thứ ba nhắc lại cái là ảnh dung, gồm bài kinh số 21 đến 30. Tất nhiên là chúng ta muốn thì học thì chúng ta sẽ học một cuốn thôi, tức là học một bài nào thì chúng ta học, thì với cái tinh thần còn lại thì chúng ta sẽ đọc, bởi vì không thể học hết được 150 mấy bài. Hôm nay và buổi nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái cuốn kinh số 1 này. Và tất nhiên là không đi được đến phần sau, nên để giới thiệu còn lại chúng ta nhớ là phần 3 của kinh Trung Bộ là từ bài 21 đến bài 31, đến bài số 30 là song đôi, xin lỗi là ảnh dụ, tức là ảnh dụ, tức là lấy ví dụ đứng như kinh Pháp Hoa, lấy ví dụ để hiện bày với các con đen. Và phần thứ tư là song đôi, gồm 20 bài, là 31 đến bài cuối cùng là bài số 50. Song đôi tức là các cái bài kinh đã từng cặp một, là cùng một cái nội dung, ví dụ như tiểu kinh sư tử ống, đại kinh sư tử ống, nhân dân, thì nó có thể thuộc về song đôi, tức là nó có hai bài kinh giống như vậy, tên kinh giống như vậy, ví dụ như tiểu kinh sừng bò, đại kinh sừng bò. Nhưng mà nội dung thì nó khác nhau. Đọc thứ năm thì nó không, nó nằm rải rác trong năm mươi bài kinh Trung Bộ này. Cái đọc hình nó lấy đặc biệt như là tứ vô lượng tâm, thì trong cái bài kinh ví dụ tấm vải chúng ta đã học, nó đặc biệt bởi vì ít được đề cập ở trong kinh Trung Bộ.
Thì đó là năm cái nội dung chính của Kinh Trung Bộ mà chúng ta đi xong. Cái phần thứ nhất là gương điếu của các pháp, đến bài số 10 là Kinh Niệm Xứ. Và chúng ta biết Kinh Niệm Xứ thì là trước học nó mở ra một cái con đường, cái đạo lộ thẳng, tức là con đường thẳng. Ngoài ví dụ như là cái bài Kinh Sư Tử Hống hôm nay chúng ta sẽ học thì là nó có con đường không có thẳng, bởi vì là nó nhờ thảo luận biện luận chúng ta thấy ra cái vấn đề, là từ vấn đề chúng ta mới đi và chúng ta tu tập. Thế còn bài Kinh Niệm Xứ là trực tiếp chúng ta tu tập và trực tiếp chúng ta là thể hiện và chứng đắc được, như lần trước tôi nói là từ 7 ngày đến 7 năm. Và hôm nay chúng ta sẽ xem học bài Kinh số 11 là Tiểu Kinh Sư Tử Hống ở trang số 102. Thì trước khi mà vào học bài Kinh này, để mình hỏi cái câu hỏi này chắc chúng ta cũng có gặp qua rồi. Chúng ta thường thường á, bản thân thầy cũng gặp qua, gặp những người bình thường cũng có, người nào khác cũng có. Họ cứ nói rằng là trên thực tế thì đạo nào cũng tốt, đâu rất ít thì là đạo Phật đâu, bởi vì Đức Phật không dạy tốt đẹp, rồi Đức Chúa không dạy tốt đẹp, đâu có ai dạy xấu đâu. Nên là nói rằng kết luận là đạo nào cũng tốt. Và tâm trí của nó là cái sống của cuộc sống này cái sống tốt là được rồi, chứ cần đâu nhất thiết để vào đạo làm chi đâu, bởi vì đạo cũng vậy, cả con người ta làm tốt thì tôi cũng sống tốt, tôi đâu có sợ không sống xấu đâu. Thì chúng ta thấy rằng những cái lập luận như vậy có đúng không? Chưa có. Tại sao chưa? Tại vì nếu mình không học đạo mình đâu biết thế nào là tốt hay là xấu. Nó có một cái tiêu chuẩn đấy, ví dụ mà họ sống không cần làm đạo đức xã hội rồi mà sống tốt cho mọi người ghi mến là tốt rồi. Anh chưa được rồi, thế nào? Sao? Nghe ra, nghe gì đi. Thì nói tiếp. Vì họ không giết nguồn gốc của đau khổ nên khi nó không phản cảm hay tham vọng, họ kiểm soát được chính mình. Dạ, dạ, dạ. Dạ, thì cái trị ngọn, cái trị gốc, là phần là gốc rễ. Dạ. Dạ, thì đúng là cũng là đạo Phật như vậy đã nói là mình đoan thân gốc rễ, còn như chị nói cũng rất là đúng, bởi vì chúng ta thấy là trên thực tế đó, thì thứ nhất là chúng ta thấy là bình thường khi mà mình không gặp chuyện đó thì mình sống rất là thoải mái, rất là bình thường, tốt đẹp đó. Nhưng mà khi mà mình gặp chuyện đó thì mình mới thấy là cái sự cần thiết của đạo Phật. Nhưng mà nói như vậy thì nói đủ là đủ, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn đủ. Thế là để nói cái đủ kiếp là khi mà đầu tiên chẳng hạn, ví dụ những người bình thường họ có thể ví dụ như là người thân mất đi, chẳng hạn như là vợ mất chồng, mất con, mất bên kia, là thấy một cái bầu trời nó u ám và thấy là không có lối thoát. Thậm chí là người ta có thể mà đi theo cái người mất đau đớn không có. Chúng ta thấy là đó là cái sự đối mặt của cuộc đời, bởi vì họ không có sự thẩm thấu cái đau đớn và không hiểu được cái sự vô thường là nó sẽ phải đến hay đi như nào đấy. Mình cũng rất có bởi cơ đó, bởi vì mình vẫn tập phu, mà ít nhất mình học tâm pháp là mình có một sự chuẩn bị tinh thần hơn. Khi mà cái đau khổ ở đấy đó, là mình ít nhiều mình biết là mình có được cái sự trải nghiệm với nó rồi, thì cái sự đối mặt của mình nó sẽ là tuyệt đối là tốt hơn. Là ví dụ một cái ví dụ đơn giản, tức là ví dụ như mình ở đấy mình quét nhà với những người bình thường mà họ khách nhà tôi thấy là đau khổ, bởi vì mình là những người như thế này, những cái kia, tự nhiên kết bắt mình vào khách nhà, khi khách nhà như vậy thì họ thấy là đau khổ bực bội nó sinh ra. Nhưng mà với người tu thì họ khách nhà họ vẫn thiếu, cũng như là đang quét những cái cấu bản cấu của cái tâm của mình đi, thì họ khi họ quét thì họ phải cảm động. Đó là cái cách khác nhau để mà đối diện cuộc đời những người bình thường và với đạo Phật. Bây giờ mà nói là không đủ rồi, tại sao? Bởi vì đạo khác họ cũng dạy vậy nè. Đạo khác họ cũng dạy vậy chứ không phải là tiên đạo Phật. Và như vậy là cần đến cái ý vậy kia. Anh ý anh kia, tức là gì? Tức là cái mức độ sâu của tâm nó khác nhau. Tức là bởi vì mình nói là đạo nào cũng tốt, là bởi vì mình chỉ đứng trên cái mặt là đạo đức xã hội. Cái này dưới là mình nói thôi. Mình chưa đến mức đấy, chưa đến mức vậy. Cho nên là cái sự đông sâu nó còn có khác nhau. Và ngay ban đầu thầy con nói tức là
Nhưng một số đạo khác thì đi nhiều con đường mình đã phải chúng ta thấy là đi chọn vẹn một con đường đó. Ví dụ như là có những người sinh lên thiên đàng là tối cao rồi, nhưng mà đối với đạo Phật sinh lên thiên đàng cũng là một trong những cái cõi hữu tình mà còn phải đi tiếp, cho nên là có thể chưa được lúc đáo. Và chính vì là chúng ta thấy là cái bài kinh hôm nay là cũng là tiếp được đến cái câu hỏi mà chúng ta đang hỏi đây và người này đang hỏi đó, là đã được hỏi trong cái bài kinh ngày hôm nay chúng ta học. Và Đức Phật đã chỉ cách cho chúng ta để chúng ta đối đáp. Tất nhiên là những cái trả lời rồi đó là một cái trả lời vắn tắt gọn gàng thôi, nhưng mà họ cũng có thể nói như vậy được, nhưng mà để đi sâu hơn chúng ta thấy là cách để chúng ta lập luận để mà trả lời những câu hỏi đó nó rõ ràng hơn. Là chúng ta mở trang kinh số 102, phân tích đề kinh trước. Đề kinh là Chula Siha Nada Sutta, tiếng Anh là Soil Discourse on the Lion Roar. Chula tức là nhỏ và ngắn, Siha tức là con sư tử, Sinhala tức là tiếng Sri Lanka, tức là được gọi là đảo sư tử. Rồi chữ la la hay là âm thanh, tiếng rống hay là tiếng hống, âm thanh hay là âm thanh lớn. Nhà sư Sutta thì chúng ta biết rồi, đó là tên đất đó là tiếng kinh. Như vậy là âm thanh, bài kinh ngắn về tiếng rống của con sư tử hay âm thanh lớn của con sư tử. Bài kinh chúng ta định nghĩa là tiểu kinh sư tử hống. Cái tiếng Anh là Soil Discourse on the Lion Roar. Soil là ngắn, discourse là bài pháp, lion là con sư tử, roar là tiếng rống hay tiếng hống. Chúng ta đọc cái phần tiếng Anh để biết được cái nội dung chính yếu của bài kinh ngày hôm nay. Chúng ta cùng đọc Chula, Siha, Nada, Sutta, the Soil, discourse on the lion's roar. The Buddha declares that only in his dispensation can the four grades of noble individuals be found, explaining how his teaching can be distinguished from other Greeks through his unique rejection of all doctrines of self. The Buddha, Đức Phật, declare là tuyên bố, only là gì? His dispensation, tức là trong một cái hệ thống giáo lý của Ngài, for grace of noble individuals là bậc thánh, for grace tức là bốn cấp bậc thánh, be found tức là có thể thấy được, tìm thấy được. Và sau đó là explaining là giải thích how his teaching trong giáo pháp của Ngài. Distinguish là phân biệt, khác biệt from other Greeks là với tôn giáo khác. Through là thông qua, unique là sự đặc biệt, rejection là sự từ bỏ, không công nhận. All doctrine là giáo lý, self là về ngã, là từ bỏ, tức là phủ nhận về cái ngã hay là giáo lý vô ngã. Tức là trong giáo pháp của Ngài, chỉ có trong đạo Phật chúng ta mới có thể thấy được là có được cái giáo lý vô ngã. Còn tất cả các cái đạo khác mặc dù tuyên bố thế này thế kia, nhưng mà cũng có một cái ngã gì đó trong đó. Tức là họ tu là để mà đem một cái gì đó cho cái bản thân để phục dưỡng cái tôi trong bản thân họ. Và đạo Phật thì thấy rằng là không có cái tôi thực sự, mình chỉ có những người tu và có một cái gọi là có con đường, tức là có con đường đi đến Niết Bàn, mà không có một cái Niết Bàn cụ thể. Tức là đến đấy nó có một cái khi mà mình hoàn toàn dứt trừ cái tư ngã của mình thì mình sẽ trở nên
phóng đáng lên, tức là không bị nó tối buồn, cũng là được giải lát, giải lát cái kết bản, tức là nó không bị cái tôi, cái ngã hàng hẹp này nó tối buồn cũng là lạc. Còn phần lớn với các dù có tuyên bố là đại ngã hay là tiểu ngã hay gì đó thì trên thực tế là họ đang bị một cái đại ngã của họ có cái này hay cái khác thôi. À, như vậy thì bài kinh này có hai cái chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất là Đức Phật tuyên bố, tức là tuyên bố, tức là tuyên bố rằng là chỉ trong giáo pháp của ngài mới có những cái thành quả, còn các cái đạo khác không có. Cái lý do tại sao không có là phần thứ hai, là bởi vì giáo lý của Đức Phật hoàn toàn khác biệt với các cái đạo khác, bởi vì thành quả chỉ có thể có được khi mà chúng ta tu tập thấy được vô ngã. Thì còn chúng ta còn vì đương ngã của tôi, hay là cái đó là tự ngã của tôi, hay là thuộc về ngã của tôi, thì cái đó là cái mà không có thể đưa đến thánh quả được. Và như vậy chủ đề của bài kinh ngày hôm nay là sự khác biệt giữa đạo Phật và các cái đạo khác, là đồng thời cũng là để trả lời cho cái câu hỏi mà như lúc đầu chúng ta đưa ra là đạo nào cũng tốt và chúng ta trả lời như thế nào và giải thích như thế nào cho nó cần thiết. Và duyên khởi của cái bài kinh này là trong cái thời đó thì các đệ tử của Đức Phật phải đi các thật xung quanh để các vị ngoại đạo mới gọi các tỳ kheo đấy mà nói rằng là thấy rằng là đạo Phật tuyên bố rằng là có bốn thánh quả là chỉ có đạo Phật mới có, đó là cái chuyện mà không được người đạo mới hỏi là tại sao mà trên thực tế ở trang số 103 chúng ta mà chúng ta đọc để thân thích chúng ta rõ hơn. Phần bày, phần tóm tắt đó, phần bày cho các đệ tử đối đáp với ngoại đạo khi bị chất vấn lý do là tuyên bố chỉ trong đạo Phật mới có bốn thánh quả sa môn, tức bốn đôi tám vị, mà bốn đôi tám vị tức là trên thực tế là có bốn thánh quả thôi, tu đà là tư đà an đà và a la hán, đó là bốn quả, và bốn cộng với bốn nữa gọi là tám hướng, bốn hướng nữa là tu đà hoàn hướng đến a la hán hướng. Thì 4 cộng 4 là thành 8, nên gọi là 4 đôi mà 8 vị, 4 đôi là 4 nhân 2 là tu đà bàn hướng, tu đà bàn quả. Khi bị chất vấn lý do lời tuyên bố, tức là Đức Phật tuyên bố rằng là chỉ trong đạo Phật mới có 4 thánh quả sa môn thôi, còn đạo khác không có. Thì khi bị chất vấn như vậy thì trả lời, vì chúng tôi có 4 pháp là tin đấng đạo sư, tin pháp viên mãn giới luật, và có những pháp hữu tại, và có những pháp hữu, tức là bạn ấy, tại gia xuất gia mà chúng tôi thương mến. Bốn cái pháp này thì trên thực tế chúng ta thấy nó chính là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin giới. Vì chúng tôi có bốn pháp là tin đấng đạo sư là tin Phật, tin Pháp là tin Pháp, viên mãn giới luật là tin giới, và có những pháp hữu tại gia xuất gia mà chúng tôi thương mến ở đây tức là những nói mà chúng ta có lòng tin tuyệt đối với lại Tăng, tức là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin giới, và đó gọi là tứ bất hoại tín. Và khi mà có được tứ bất hoại tín này đồng nghĩa với việc là chúng ta đắc được quả bất tối chuyển, và tên khác của quả bất tối chuyển đó là tu đà bàn. Thì nói như vậy thì ngoài đạo họ cũng bàn lại, nên là cũng chưa có đủ trả lời như vậy, chưa có hoàn toàn để mà thuyết phục được ngoài đạo. Thì ngoài đạo cũng nói rằng là tôn giáo nào cũng có bốn pháp ấy thì cũng giống như là đạo nào cũng tốt đấy, đạo Phật có gì khác đâu. Nên họ hỏi là, thì chúng ta thấy là nếu mà họ nói như vậy thì Đức Phật khuyên các đệ tử nên hỏi lại rằng là cứu cánh là một hay là nhiều, tức là cái độ lâm sâu đó. Cứu cánh là một hay nhiều, và nếu như mà không cứng đầu mà trả lời cách đúng ấy, thì cứu cánh chỉ có một mà thôi. Thì từ từ chúng ta thấy là ở phía sau sẽ giải thích, Đức Phật sẽ chỉ chúng ta thấy là tại như thế nào được gọi là cứu cánh, mà cứu cánh là chỉ có một thôi, cho nên là một số đạo khác không có cái sự cứu cánh đó. Thì đó là cái duyên khởi của cái bài kinh ngày hôm nay, đó là các tỳ kheo đi chất thực như vậy thì bị họ chất vấn, và khi mà bị chất vấn như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta
những cách để mà chúng ta trả lời. Thì thứ nhất là cái câu trả lời là chúng ta có bốn pháp là thiên phật, thiên pháp, thiên tăng và thiên giới. Và nếu như họ nói là chúng tôi có những cái điều đấy thì chúng ta sẽ trả lời rằng là thiên thiếu cánh hay chỉ có một mà thôi. Và từ từ ở đây chúng ta sẽ phân tích để thấy cái thiếu cánh đó là như thế nào và tại sao mà chỉ đạo Phật mới có cái thiếu cánh đấy mà một số đạo khác không có được cái thiếu cánh đó. Là chúng ta đi sang cái phần chính yếu của bài kinh là cũng là cái phần tóm tắt đi tiếp theo luôn đó, là đi vào cái nội dung chính của bài kinh. Thì lúc này là Đức Phật sẽ phân tích một cách cụ thể là như thế nào để gọi là thiếu cánh. Ngoài hai cái câu trả lời đã trả lời xong rồi mà họ còn lại là chúng tôi cũng là thiếu cánh, chúng ta thấy là không có ai nói rằng là đạo mình là thấp hơn đạo kia cả. Nhưng mà chúng ta thấy là cái quan trọng ở đây là chúng ta nhìn xem là cái việc làm và cái thực tế của cái đạo đó nó sẽ dẫn chúng ta như thế nào, và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta thấy như thế nào. Và khi mà nhìn vào một cái đạo đó thì đấng đạo sư là cái người bao giờ cũng là cái hình ảnh perfect nhất để chúng ta nhìn vào. Thì Đức Phật dạy các tỳ kheo trả lời cho cái câu hỏi vừa rồi là thiếu cánh là một hay là nhiều, chính là cái việc mà tin vào đạo sư đó, là tin vào Phật. Thiếu cánh ấy dành cho người có tham hay không tham, họ cũng phải đáp là cho người vô tham. Hỏi tiếp như vậy về sân si ái chấp thủ vô trí có phản ứng thật được thưa hí luận, thì họ đều buộc phải trả lời chân chính rằng thiếu cánh ấy là cho người không tham, không sân, không si, không ái nhiễm, không chấp thủ, người có trí, người không có phản ứng thật định, không hí luận, vân vân. Tức là nếu mà được gọi là thiếu cánh thì thiếu cánh ấy phải là cho cái người mà không có tham sân si và không có những cái cảm ứng tâm thì như hình luận, tức là không có những cái thói hư tật xấu ở trên. Bởi vì chúng ta thấy là trên lý thuyết thì chúng ta có thể tuyên bố cỡ nào cũng được, chúng ta muốn nói đến cỡ nào tốt đẹp cỡ nào cũng được, nhưng mà nhìn vào thực tế cái bậc đạo sư, nhìn vào cái hình ảnh của cái việc thực tập đó, của những cái hành giả thực tập đó, mà chúng ta thấy rằng là bậc đạo sư mà còn có những cái pháp này thì rõ ràng không thể đưa đến cứu cánh được. Bởi vì cái pháp đó là cái pháp mà nó thuộc về bất thiện và bất thiện, mà một cách rõ ràng ai cũng có thể thấy được, thì rõ ràng rằng là cái tốt đẹp, cái cứu cánh không có thể nào dành cho những người mà còn nhiều những cái cấu mới như vậy được. Một cái trang, một cái tờ giấy trắng đẹp á, thì nếu mà được gọi là cái tờ giấy mà tinh khôi chắc đẹp là phải trắng không có một cái tỉ vết nào. Còn ở đây chúng ta thấy là tham sân si nó giống như những cái tỉ vết, nhìn vào cái tờ giấy mà nhiều tỉ vết thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể kết luận rằng là cái tờ giấy đấy không phải là tờ giấy tinh khôi chân tránh và sạch sẽ. Thì đó là cái cách mà Đức Phật trả lời cho cái câu hỏi là tại sao được gọi là chiếu cánh, tức là chiếu cánh là một và như thế nào được gọi là chiếu cánh. Thì chiếu cánh là phải dành cho những cái người là không có tham, không có sân si ái chấp thủ vô trí. Vô trí tức là không có trí tuệ, có phản ứng thuận nghịch. Ở đây tức là làm sao phản ứng thuận nghịch đấy, thuận nghịch thì chúng ta thấy rất rõ ràng rồi, tức là thuận tức là theo, nghịch tức là chống lại, tức là gì, chống đồng, dạ, sao chống trái, là chống trái tức là thuận nghịch đây tức là gì, tức là giống như là chúng ta chia tập nhà phái, thuận nghịch tức là nó giống như là hiển nhiên và không có đại khái, tức là ví dụ như là thường chiến với đại chiến vậy, tức là thuận nghịch đó, tức là người mà chấp vào thường chiến thì sẽ chống lại người đại chiến, người mà theo đại chiến thì sẽ chống lại người thường chiến. Và Đức Phật nói rất rõ trong một cái bài kinh Đức Phật đó là ngài đạo mới hỏi là Đức Phật là
lên cái là người là như thế nào, cái tinh thần nói rằng là làm thế nào mà ngài vượt khỏi bổng lưu đó. Bổng lưu tức là nói rằng là chỉ cho các bọn sinh thực, thì tinh thần nói rằng là ta không bước tới, không bước lui, do đó ta vượt qua khỏi bổng lưu. Thì ngoài đạo ngài kia nói rằng là không có đi tới, không đi lui làm sao mà vượt qua được, mà tại sao đứng lại là vượt. Thì trên thực tế chúng ta thấy là đứng lại nhưng mà đi tới là gì, là phần đi lui là nghịch, tức là chúng ta theo cái trào lưu của thế gian tức là họ sẽ phân chia ra, tức là sẽ có người thuận người nghịch, cái gì cũng vậy thôi. Chi kiến của thế gian là vậy, tức là chúng ta có cái vấn đề gì đó đưa ra thì bao giờ ít nhất là cũng có hai phe, một phe theo và một phe không theo, và vì ý chí thế gian là cái ý mà nó còn phản ứng thuận nghịch, tức là cái trí của cái sự tranh đấu nó còn, các cái tranh nó còn, cho nên là giống như chúng ta thấy là bầu cử cũng vậy thôi, đã có dân chủ thì có cộng hòa, hai bên là phải nói qua nói lại, nói làm sao để cho mình được phiếu hay cái gì đó, thì muốn được phiếu thì chúng ta phải nói cái này cái kia để chúng ta thấy là để cho người ta thấy rằng là cái bên này không có tốt, thì bên kia cũng nói lại thôi, họ đâu có chịu. Cái gì vậy, không ai mà muốn là mình là xấu, hay không ai muốn là cái tốt đẹp để cho cái khác, nên là khi mà chúng ta có phản ứng tuần nghịch, theo cái phản ứng tuần nghịch là chúng ta đi rơi vào bổng lưu. Và sở dĩ mà chúng ta nói là không nên theo tuần nghịch là vì sao? Bởi vì đó là cái hướng mà sẽ khiến chúng ta đưa đến hai cái độc tố thân ấy, thì chúng ta thấy là ai mà thân theo ta thì nó sinh ra cái tham, tức là thân theo mình, tức là ưa là hình thức khác của tham mà chúng ta đưa vô. Còn người ta chống lại mình ấy là sẽ tạo thành cái tâm sân, sân là chống đối lại với nhau, muốn đẩy nó ra. Thì đó là chúng ta thấy là chỉ cần một chút thân mình mà chúng ta bị vô, tức là chúng ta đã có tham và sân đã nghiên cứu ở ngay chúng ta rồi. Và tương tự như vậy, đưa ý luận vân vân là những cái cách đó là những cái cách mà nó sẽ biểu hiện cho bên ngoài, không có thể mà giấu giếm được. Cho nên là nếu mà trả lời chân chính, thì là sau chúng ta thấy rất rõ rằng là nếu mà thì họ phải buộc trả lời chân chính, nên là không có cứng đầu đó, phải chấp nhận rằng là nếu mà trả lời chân chính thì cứu cánh là phải dành cho cái người không tham, không sân, không si, không ái nhiễm, không chấp thủ, người có trí, không có phản ứng thuận nghịch, không ưa ý luận. Đó là những cái mà bởi vì những cái pháp này là những cái mà nó sẽ tạo ra như là phần mình gọi là pháp phong xuyên xuyên bất động, nó giảm tâm chúng ta giải qua giải lại. Những cái đó là những cái mà nó làm nổi lên những cái sự tranh đấu, cho nên là chúng ta còn cái pháp đó là còn có sự khổ đau, còn cái sự tranh chấp, cho nên cứu cánh không có thể dành cho những cái người còn tranh chấp này. Bởi vì những cái pháp này nó thuộc về pháp của thế gian, là một bậc đạo sư giải thoát thì không có cách nào, không có cái lý do nào mà những cái pháp thế gian này nó còn trói buộc được. Thì đó là cái cách thứ ba để mà Đức Phật đây chúng ta trả lời được cho cái câu hỏi là đạo nào cũng tốt. Tức là sau khi mà họ nói rằng là đạo họ cũng có những cái bốn cái khác như trên thì có gì khác nhau đâu, thì Đức Phật nói rằng là như vậy cái cứu cánh là có một hay nhiều, nếu mà nói chân chính thì cứu cánh chỉ có một thôi. Và cái cứu cánh họ sẽ ban lại tiếp rằng là họ cũng có cái cứu cánh đấy, thì phải hỏi họ biết rằng là như vậy cái cứu cánh đấy dành cho người như thế nào. Thì rõ ràng là Đức Phật là không có những cái pháp này, rồi những cái bậc đạo sư khác thì rõ ràng là còn hiện bày rất là rõ. Ví dụ như là trong một cái bài kinh chúng ta sẽ học, đó là bài kinh Yuvali chẳng hạn. Khi mà ông Yuvali đây là một cái vị bậc đạo đi hiện tử, một cái vị đại gia đi hiện tử, có cái tài hoàn nhân rất là giỏi. Khi ông là một cái vị đệ tử thuần hành của đạo đi hiện tử, khi mà đến cử đi đến để tranh luận với Đức Phật đó, thì ban đầu đến để mục đích là để học học rất là nhiều, dùng nhiều những tiêu hoạch chuẩn bị sẵn để mà muốn đi đến Đức Phật xuống đó. Thì khi mà đến ấy, thì Đức Phật có cái trí tuệ ở đây là cái trí tuệ của ngài khuất phục ông ấy. Thì khi mà khuất phục như vậy thì ông ấy quy theo Đức Phật, và Đức Phật nói là hãy suy nghĩ kỹ, bởi vì Đức Phật biết rất rõ rằng là đi hiện tử là cái người mà ủng hộ đạo đi hiện tử rất nhiều. Và Đức Phật dùng là cái
dính nước cái cơn buồn, tức là đam mê điện tử mà tồn tại được đấy là phần lớn nhà phật này, cho nên là Đức Phật khuyên là suy nghĩ lại đi, trước khi mà quy y Phật thì hỏi thứ ba lần ông vẫn quyết định như vậy. Thì Đức Phật mới chấp nhận ông là điện tử, và khi mà là điện tử thì ông đi điện tử ông nói rất rõ là thân thế tôn như các cái đạo khác, bởi vì con là người rất là nổi tiếng và giàu có, khi mà con quy cái họ là họ làm gì, tức là họ mang chim cầm trống ở đường có tùng đi khắp đường phố để quen đi điện tử, bây giờ là điện tử của tôi, tức là để mà thông báo cái đạo là đạo của tôi phải tốt lắm, cho nên là ông đành cứ theo. Còn ngài thì khi mà con quy với ngài cũng như không làm vậy, mà ngài còn khuyên con là nên xem xét lại với cái đạo đi điện tử kia, thì rõ ràng là hai hình ảnh và hai đạo sư rất khác biệt nhau. Và Đức Phật thì ngài rất tận tình lắm, và trước những cái việc mà tôn hình hay là lý luận vân vân ở đây, và cái đạo khác mà vua cờ đánh trống vân vân, chúng ta thấy là nó theo cái thuật và theo cái trình tự. Thì ngay một cái cách đấy chúng ta sẽ thấy rằng là cái hữu cảnh đó không dành cho một số các cái đạo sư thời bây giờ, và ở nơi Đức Phật thì đang có đầy đủ cái đó. Và khi mà hỏi như vậy thì họ nói, thì Đức Phật đây rằng là trả lời rằng là cứu cánh chỉ có dành cho người là vô tham, vô sân, vô si, vân vân. Họ vẫn có thể bắt lại được, nó nói là trong sư của tôi cũng có, thì tức là có những trí tuệ đặc biệt đó, thì họ vẫn có thể trả lời như vậy. Thì Đức Phật dạy chúng ta cách trả lời tiếp ở trang số 104. Đó là ngoài những cái thông điệp của thế gian ra thì cái này là cái mà chi tiết nó cao hơn, nó thuộc về cái trí tuệ siêu việt thế gian. Những cái vừa rồi là những cái cấu uế, tức là những cái pháp mà nó không có hướng thượng mà hướng hạ, đương lên xuống, là như tham sân si là vẫn còn, một số đạo khác vẫn còn. Và những cái chi tiết mà nó đưa đến hướng thượng thì họ lại rơi vào những cái tà kiến, tức là chấp vào những cái tà kiến khác nhau mà không có hướng thượng. Thì đó là thuộc về cái việc tu đạo của họ. Thì cái trước là cái của thế gian, còn cái thứ hai là thuộc về tu đạo. Thì Đức Phật phân tích tiếp này, có hai loại chi kiến, hai quan điểm. Thì cái này nó còn tiếp tục với lệ thuật hình đó, còn chi kiến quan điểm nhưng mà nó thuộc về cái sự tu tập rồi. Có hai loại chi kiến hay quan điểm, hữu kiến và phi hữu kiến. Người cố chấp hữu kiến thì bị chướng ngại bởi phi hữu kiến. Và ngược lại, giống như vậy mà nói, người nào không như tật tuệ chi, sự tập khởi và đoạn diệt của hai loại kiến ấy, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi chúng, chính là người có tham sân si. Để từ cái việc mà thiếu tu tập đó thì nó dẫn đến các cái pháp của thế gian, đó là họ tham sân si, ái chấp thủ, vô trí, có phản ứng thuận hình, ưa hỷ luận, do vậy không thoát khỏi sinh già, bệnh chết khổ đau. Thì do cái việc tu tập không đúng cho nên sinh ra những cái cấu uế như tham sân si, như phân tích lúc trước, và vì còn những cái pháp đấy cho nên rõ ràng rằng là không thoát khỏi sinh già khổ đau. Vì không thoát khỏi sinh già khổ đau cho nên cái đó không phải là pháp cứu cánh. Pháp cứu cánh là cái pháp mà phải vượt ra khỏi tam giới, không bị chi phối bởi sinh già bệnh chết. Thì ở đây chúng ta thấy là hữu kiến và phi hữu kiến là tức là làm sao? Là đúng rồi, nó chính là một cái tên khác của chất thường, chất dơ. Thế là đây có, đã có ở trang số 106, cuối trang 105, đầu trang 106, là phần chú giải đó. Hữu kiến và hava dithi, và hava tức là trở thành, dithi là kiến, hữu ở đây tức là sự trở thành, tức là sinh ra, là thường luân tức là còn có sinh, thường kiến tức là chúng ta sống ngoài, sinh ra ngoài. Và tất nhiên là chúng ta cũng sinh ra hoài, nếu mà chưa có giác ngộ giải thoát, nhưng mà sinh ra hoặc là lúc này hoặc là lúc kia, nhưng mà đây thường kiến tức là nói là có một cái tôi trường kiểu nó sẽ sống mãi. Thì cái hiếu kiến và
hiếu kiến hay thường luận chúng ta cũng biết sơ sơ rồi. Hiếu kiến là thường luận hay chấp thường, tức là tin mà chấp thường đấy, tức là tin bản ngã là thường kiểu. Còn phi hiếu kiến là đoạn diệt luận hay chấp đoạn, nghĩa là cho con người chết rồi là hết, không có tái sinh mà phải chịu quả báo về các hành vi thiện ác của mình. Sự cố chấp hiếu kiến kéo theo sự phản đối phi hiếu kiến. Điều này liên quan đến câu nói trước, hiếu kính nhất đoàn là dành cho người nào không có phản ứng thuận nghịch. Thì chúng ta thấy là từ cái kiến chấp rằng là có cái tôi hay không có cái tôi mà nó sinh ra cái phản ứng thuận nghịch rồi đấu tranh với nhau. Thì như vậy, hiếu kiến và phi hiếu kiến nó chính là một cái tên khác của chất thường và chất đoan. Và sau này chúng ta thấy là khi mà phát triển đến tánh công, tức là chúng ta phải vượt qua hiếu kiến và phi hiếu kiến, vượt qua chất thường chất đoan, giống như Phật nói rằng là ngài không đứng vào bên nào, vượt qua cho nên vượt qua bọc lưu, và ngài cũng không có chất thường chất đoan mà đi vào con đường trung đạo. Sở dĩ có chất thường chất đoan cho nên mới có cái việc là đi đến là hai cái hướng, một hướng là khổ hạnh cực đoan và một hướng là thụ hưởng dục lạc. Bởi vì thường kiến cho rằng là mình sẽ còn hoài, cho nên là ráng khổ hạnh để cho cái đời sau của mình tức là đạt đến chứng minh giải thoát, để được hành hạ cái thân thể mình, để được mong rằng để đền đáp giống như đền đáp tội lỗi, để mình được sinh ra những cái chỗ tốt lành hơn. Còn hưởng thụ dục lạc mình nghĩ rằng là chết này hết rồi thì mình cứ hưởng thụ cứ thoải mái, đúng cứ làm ác hay là bất cứ điều gì, nghĩa là mình thấy an nhàn hạnh phúc là được. Thì Đức Phật vượt qua chấp thường chấp đoạn, vượt luôn qua những cái điều đó, cho nên là cái đó là cái con đường ngài mới đưa ra, cái con đường trung đạo, không đi trên con đường của hành cực đoan hay là cực thủ tục lạc, cho nên ngài đạt đến giải thoát giác ngộ. Và cái lý do mà đạt được giác ngộ là bởi vì khi mà chấp thường chấp đoạn hay là khổ hạnh cực đoan hay là hưởng thụ dục lạc đó, nếu mà chúng ta chấp vào đó thì nó sẽ trở thành một cái chướng ngại. Như tập diễn tiếp theo nói, người không chấp hiếu kiến thì bị chướng ngại bởi phi hiếu kiến và ngược lại, tức là người chấp vào phi hiếu kiến thì lại bị chướng ngại bởi người hiếu kiến, tức là sinh ra hai phe để mà chống đối nhau. Và trong khi đó, sự thật và chân lý khi mà chưa được khám phá, khi chưa được phơi bày thì chúng ta đã thương nhau, tức là đấu tranh nhau, làm cho sân si nó nổi lên rồi. Khi sân si nó nổi lên rồi thì nó trở thành những cái pháp chướng ngại khiến chúng ta không thấy đạo được nữa. Người nào không như thật tuệ chi, sự tập khởi và đoạn diệt của hai loại kiến đấy, vì mọi sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng chính là người có tham sân si vân vân. Thì cái đoạn này chúng ta thấy trên thực tế là nếu như mà không tuệ chi của những cái pháp này chính là không biết duyên khởi và tư đế mà thôi. Anh nói một cách khác, tức là thấy không thấy được vô ngã và duyên khởi, nên là sự tuệ chi, sự tập khởi đoạn diệt, tức là không thấy cái duyên khởi mà nó sinh ra rồi diệt đi, tức là không thấy duyên khởi, còn không thấy bị ngoại sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi chúng là một cái cách khác để chúng ta tu tập lên, tức là quán chiếu về bản thân của mình. Thì đó là hai cái hướng tu như đã nói rồi, tức là tu một hướng tu tâm, một hướng tu tuệ duyên khởi. Thì hai cái đó sẽ cho chúng ta tâm giải thoát và tuệ giải thoát, và nếu mà viên mãn cả hai thì có được câu phần giải thoát. Và chính nhờ hai cái góc duyên khởi và tứ đế đó khiến cho chúng ta bình đẳng, không có phản ứng thuận nghịch, và tham sân si sẽ không khởi lên, và nhờ vậy chúng ta thoát khỏi sinh già bệnh chết. Và cái phần kết luận này, ai thật tuệ chi những điều trên là người không còn tham sân si ấy, nhờ biết được duyên khởi. Cho nên là chúng ta thấy là người không, khi mà biết được duyên khởi thì chúng ta sẽ thấy là không có cái gì là thực sự quan trọng đối với chúng ta, mặc dù có những nhu yếu cần thiết, nhưng mà đó không phải là tất cả, bởi vì cái tất cả chúng ta là hướng đến một cái sự thoát ly rồi. Khi mà
ước biết một cái sự thoát ly tu tập linh cảm và vô ngã thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy được cái tam tướng, tức là mình thấy cái tuệ của tam tướng là khổ, vô thường và vô ngã. Khi mà thấy ba cái điều đó mà thấy còn cái thực nghiệm của bản thân đó thì mình sẽ sinh ra một cái vệ giác, tức là nhàm chán cái vệ giác là, tức là chúng ta thấy cái sự vô thường và cái sự bất tham của nó, cho nên chúng ta không muốn nữa. Mặc dù chúng ta xài nó thì vẫn nói là nó là cái phương tiện thôi, xài nó nhưng mà chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm và nhàm chán, cho nên là chúng ta xài thì có xài làm cái phương tiện để chúng ta thoát ly khỏi nó, cho nên nó mới có cái thời từ cái sự nhàm chán nó sinh ra cái tuệ là chúng ta muốn thoát ly, và muốn thoát ly tức là chúng ta giải thoát đó. Thì đó là cái con đường để mà ban đầu sơ cầu của chúng ta theo cái hướng là chúng ta đi. Thì cái phần kết luận đó là ai thần tâm chi những điều trên là những người không còn tham sân si chấp thủ, có trí hết cả những thuận nghịch, hết người ý luận, người ấy giải thoát khỏi sinh già chết khổ đau. Thì nhàm chán thế là không thấy là còn quan trọng nữa, cho nên chúng ta không có gì vô vào cái chuyện tham sân si hay chấp thủ và những cái điều đó, thì thấy rõ nó là vô thường khổ và vô ngã, cho nên chúng ta lần lần được giải thoát khỏi sinh tử khổ đau. Thì đó là cái hình ảnh của cái sự cứu cánh. Người cứu cánh là cái người mà không còn những cái pháp tham sân si, mà nhờ mà không có chấp trước vào hiếu kiến hay là phi hiếu kiến, thì những cái pháp tâm nguyện nó không còn hiện hữu ở trong cái vị đạo sư đó, thì cái cứu cánh là dành cho người đó. Và trong khi đó thì nhìn vào thực tế của đạo sư thì Đức Phật có những cái điều đó và những cái đạo sư khác thì lại không có, cho nên cứu cánh rõ ràng là phải dành cho đạo Phật. Và do đó chúng ta có thể đúng tiếng sư tử nói rằng là chỉ có đạo Phật mới có bốn thánh quả mà thôi, còn các cái đạo khác không có. Và một cái điều quan trọng nữa để dành cho người có được cái cứu cánh, bậc đạo sư có được cái cứu cánh, đó là nói về các cái sự chấp thủ. Bậc đạo sư là cái bậc không có chấp thủ vào những cái sự giả tạo của thế gian này. Sở dĩ ngày trước đạo Phật có nhiều các cái tôn giáo, nhiều các cái đạo sư khác nhau, đó là bởi vì họ cũng thấy được cái sự tạm bợ của thế gian này, họ thấy được những cái nhàm chán, những cái sự tạm bợ của thế gian này, cho nên họ mới tìm cái phương thức tu tập. Nhưng mà cái phương thức tu tập của họ nó không có đủ chiều sâu và không có hoàn toàn giải quyết được sinh tử, là bởi vì họ còn có những cái chấp thủ. Và chấp thủ ở đây thì có bốn. À, như cái đoạn tiếp theo chúng ta sẽ đọc này, có bốn chấp thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Có những sa môn và la môn tuy tự xưng liễu chi tất cả thủ, cũng giống như vừa nãy họ tuyên bố là họ đang phải cứu cánh, nhưng mà trên thực tế nhìn vào bản thân họ thì họ vẫn còn than, còn sân, còn si, còn những tuần nghịch. Và đến những chấp thủ này họ cũng nói rằng là họ liễu chi, tức là họ thông suốt và họ không còn nữa. Nhưng mà trên thực tế thì họ chỉ có hiển bày, tức là ví dụ họ chứng đắc hiển bày hay là chứng đắc được một thủ hoặc hai thủ hoặc ba thủ, trừ cái ngã luận thủ, tức là họ còn thấy được trong họ vẫn còn cái ngã mà không có thoát ly được hoàn toàn, tức là luẩn quẩn trong cái ngã. Mà giống như Đức Phật có đưa ra cái ví dụ, tức là giống như con chó mà nó bị cột dây đấy, mà cái cổ nó càng chặt thì chạy tới chạy lui lồng lồng thì cái dây nó càng thắt lại, nó càng khiến cho con chó không có được cái dây nó dài, nó không có đi rộng nữa. Và càng còn cái ngã luận thủ dù có nhỏ nhoi chăng nữa thì nó càng làm cho chúng ta trở nên nhỏ bé đấy, tức là chúng ta không thấy được, không có phóng tâm mình ra tâm giác được. Và chính vì thế mà chúng ta thu gom tất cả vào trong mình, và chính vì thế mà đấu tranh hay là thuận nghịch nó sẽ tiếp tục xảy ra. Trong giáo pháp thiếu sót như vậy, tức là còn chấp thủ vào bốn thủ ở trên hay là một trong bốn thủ ở trên, thì trong giáo pháp thiếu sót như vậy, dù có bốn pháp là tin bậc đạo sư, tin giáo pháp, thành tựu giới luật, thương mến bạn đạo, thì lòng tin và sự thành tựu ấy được xem là không hoàn toàn. Tức là ở đây muốn nói là cái sự nông và sự sâu của giáo pháp đó,
vì bậc đạo sư chưa tu tới tột bậc, cho nên là dù có những cái pháp mà đi theo nó như bốn pháp vừa rồi đó thì nó cũng không được hoàn toàn. Vì giáo pháp ấy không được kéo tiếp đàn, tức là được không kéo tiếp đàn, nên tức là được tiếp đàn bởi những người mà không phải là giác ngộ. Giống như chúng ta đơn thuần chúng ta đi học vậy thôi, chúng ta bao giờ phải tìm một cái vị thầy dạy giỏi nhất chúng ta học. Và khi mà học cái vị thầy giỏi nhất mà chúng ta đã giỏi rồi thì chúng ta có thể thu lượng được hoàn toàn từ vị thầy đó. Còn nếu mà chúng ta học một cái vị thầy giỏi hơn, mặc dù chúng ta giỏi có đầy đủ cái pháp đó, nhưng mà cái chúng ta thu lượng được thì cũng cao lắm là bằng ông thầy giỏi thôi. Và rõ ràng giữa ông thầy giỏi với ông thầy mà có gì liên tuyệt đối thì nó khác nhau. Cho nên là cái pháp mà được thuyết ra bởi cái người thầy không giỏi thì rõ ràng cái giáo pháp đấy nó không có cao. Mà dù mình có thành tiêu những cái giáo pháp đó thì nó cũng không đưa mình đến tổ phận, tức là không đưa chúng ta tới cái cứu cánh. Và trong bốn khổ đó, chúng ta mở trang số 106 ở cuối trang. Trong bốn thủ, dục thủ bao gồm tất cả ham muốn vi tế nhất chỉ đoạn tâm ở A-la-hán đạo, ba thủ còn lại ở dư lưu đạo đã trừ diệt được. Tuệ chi ở đây có nghĩa là vượt qua. Như chúng ta biết ngay từ đầu chúng ta học là có năm cấp độ nhận thức, đó là tưởng chi, thức chi, khám chi, tuệ chi và lưu chi. Tuệ chi ở đây tức là chỉ cho cái thế biết của một vị A-la-hán, tức là đã thẩm thấu, đã chứng ngộ rồi. Còn liễu chi tức là không những chứng ngộ mà còn tự ta đem giáo pháp đó để mà dạy bày giảng dạy cho những người khác cũng đạt được những cái pháp giống như mình. Tuệ chi ở đây có nghĩa là vượt qua, thắng lướt được nhà hiểu rõ. Lần này cho thấy yếu tố cao điểm phân biệt lời Phật dạy khác với các tôn giáo thiết học khác, đó là phần liễu chi, tức là biết hoàn toàn. Sự chấp thủ và thủ trương có ngã hay ngã luận thủ, điều này cũng có nghĩa duy chỉ có Phật mới có thể chỉ dạy cách vượt qua tất cả kiến chấp về ngã bằng cách thâm nhập vào chân lý vô ngã. Các bậc thầy khác thiếu trí tuệ này về vô ngã nên lời tuyên bố của họ tự cho đã liễu chi ba thủ kia cũng còn khả nghi, vì chưa chứng đắc. Cho nên là lời tuyên bố thì rõ ràng là còn thiếu sót, cho nên còn có khả nghi. Thì như cái phần vừa đọc chúng ta thấy là dục thủ là cái mà nặng nề nhất, tức là nó nặng nề nhất là bởi vì nó dai dẳng, nó kéo dài với chúng ta đến tận khi mà đạt đến giải thoát giác ngộ. Nhưng mà cái mà khó trừ nhất ấy, thì như vừa nãy chúng ta đọc ở trong thánh văn đó là chính là cái ngã luận thủ. Tức là cái dục thủ đây tức là tham ái có tướng thô, rồi cái tướng thô như là phàm phu, rồi đến sơ quả, nhị quả vẫn còn tham, nhị quả vẫn còn tham. Và chúng ta thấy là đó là cái tham từ tướng thô trở xuống, là từ nhị quả trở xuống. Còn có một cái tham y tế của bậc thánh thứ ba. Bậc thánh thứ ba chúng ta biết là đoạn trừ được năm cái hạ phần thiết sử rồi, nhưng mà vẫn còn có sắc ái, vô sắc ái, mạng trong cử vô minh, đó là năm cái thượng phần thiết sử nó vi tế hơn, thì đó cũng vẫn là dục thủ mà thôi. Tức là nó dục ở đây tức là nói đến cái tham ái, cho nên là cái tham ái nó vi tế đến vị thánh thứ ba. Khi mà chúng ta đang trừ được năm cái thượng phần thiết sử vi tế đấy thì chúng ta mới đắc được hoàn thành thoát niết bàn. Cho nên là các cái vị đạo sư có thể như là vừa rồi chúng ta đọc, có thể đoạn trừ được những cái thủ dục thủ, kiến thủ và giới cấm thủ. Chúng ta đọc có thấy cái phần nó ngược lại, nhưng mà trên thực tế cái thủ thủ của bậc A-la-hán thì nó gần như không được gọi tính là cái tham nữa, bởi vì nó nhỏ quá, nó giống như là cái
cái giọt nước rất là nhỏ mà rơi xuống cái chảo dầu dưới 1000 độ xuống cái là tan liền này. Nhưng mà cái ngã đơn thủ là cái mà giúp vào cái tôi nó còn y tế nó còn giới buộc, cho nên là những cái trên 4-3 cái thủ trên có thể đậm trừ được hết, nhưng mà cái ngã đơn thủ là cái cuối cùng mà chúng ta phải đậm trừ. Là giống như ngày Thiên Siêu có biết một cái cuốn gọi là vô ngã là cái đàn, khi mà hoàn toàn không còn cái ngã đơn thủ nữa thì chúng ta sẽ đạt được niết bàn. Và cuối cùng thì kế đến Đức Phật phân tích nguồn gốc phát sinh 4 loại thất thủ theo 12 chi duyên cầu bắt nguồn từ vô minh, thì theo đại sự vô minh thì không thất thủ, nhà không thất thủ nên không tháo động tương thân chứng được niết bàn. Thì trên đây là cái cách mà chúng ta dùng 12 chi duyên để thấy cái sự duyên cầu, tức là có lục thủ chiến thủ tới cấp thủ hay ngã đất thủ là bởi vì nó có cái duyên, tức là nó giống như cái xe của nhiều yếu tố kết hợp lại trên thực tế, nó không phải là một cái ngã thường hành. Đó là cái sự nhìn nhận sai lầm của chúng ta. Nhờ cái 12 nhân duyên đó mà chúng ta có thể quay lại đối chiếu với 4 thủ trên để chúng ta không còn thất thủ vào nó nữa, bởi vì nó là giả danh như chúng ta đã biết. Và thì đó là nội dung của cái bài kinh ngày hôm nay, tên là Tiểu Kinh Sư Tử Hống. Thì Đức Phật giúp chúng ta trả lời cái câu hỏi như lần đầu chúng ta đưa ra đó là đồng nào cũng tốt, nhưng mà chúng ta thấy là đó là tốt trên mức độ đạo đức luân lý thông thường, còn ở mức độ năng sâu cứu cánh thì nó khác nhau. Thì chúng ta trả lời đây là chúng ta hỏi luôn. Nguyện đem công đức này